Xin chào các em, chúng ta tiếp tục học môn xác suất thống kê và ứng dụng. Giờ bài tập đọc file dữ liệu trong R. Một nhỏ, chọn lại thư mục làm việc. Đây là một thao tác rất quan trọng giúp chúng ta không phải khai báo đường dẫn rất là dài. 1.1 cách thức. Bước 1, trong parent file plot package chúng ta nhấn nút 3 chấm. Bước 2, chúng ta chọn thư mục chứa file dữ liệu cần sử dụng. Bước 3, chúng ta đặt thư mục chứa file dữ liệu cần sử dụng làm thư mục làm việc hiện tại. 1.2 thực hành. Ví dụ, hãy chọn thư mục C, ổ C bộ môn toán xác suất thống kê, dữ liệu thực hành xác suất thống kê làm thư mục làm việc. Xin mời. À, đây rồi, menu file. Chúng ta bấm vào menu file plot package have view. Thì chúng ta tích vào cái nút 3 chấm, chúng ta nhìn thấy go to director. Rồi, tất cả các máy ở trên trường hiện nay dữ liệu nằm ở trong ổ C, thư mục bộ môn toán. Rồi xác suất thống kê, rồi dữ liệu thực hành. Là open. Thì ở trong này nó đã có một số file chúng ta nhìn thấy rất là dễ dàng. Nếu file nào chỉ có một tên đặc biệt mà không giống nhau một chữ nào cả thì chúng ta chỉ cần gõ một chữ nó sẽ hiện ra. Bước tiếp theo là chúng ta ấn vào nút More. Rồi nhấn vào nút Set as Working Director. Thì chúng ta kiểm tra lại xem nó có đúng thư mục làm việc như này, thì chúng ta sẽ gõ là get wkd đóng vào ngoặc enter thì nó sẽ ra giống như trên. Rồi, đây là thao tác chuẩn bị rất quan trọng, từ đây về sau chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều. Hãy viết lệnh kiểm tra thư mục hiện tại là thư mục làm việc là thư mục nào, thì chúng ta gõ get wkd mở đóng ngoặc ra vừa làm ở trên. Bây giờ bắt đầu đọc một số file dữ liệu. Thứ nhất là kiểu RDA. Cấu trúc lệnh như sau. Sử dụng lệnh ví dụ visu 1 bằng load mở ngoặc nháy kép tên file.rda nháy kép đóng ngoặc. Sau đó chúng ta gõ. Ví dụ minh họa, hãy lấy file dữ liệu bài tập 129.rda cho biết file này thuộc chứa data frame nào, hòa data frame đó vào hệ thống, cho biết tên các biến, lấy 8 quan sát đầu tiên, lấy biến thứ hai ra ngoài. Xin mời. Thì lệnh như sau, chúng ta sẽ gõ là visu 2 bằng load bài tập 129. Vâng. Name để biết tên ấy. Visu 2. Như vậy là chưa được. Thì chúng ta phải xem là ví dụ 2 nó gồm cái gì. Chúng ta sẽ gọi ví dụ 2. Mình đặt ví dụ 2. À, như vậy nó là CP 3DT. Vậy thì mình gọi là name CP 3DT. Rồi. À, như vậy nó có hai cái này thì chúng ta phải hòa nó vào hệ thống bằng lệnh ATEX. Chúng ta lấy dữ liệu ở doanh thu thì chúng ta sẽ gõ chữ doanh thu. Và bây giờ chúng ta gỡ nó khỏi hệ thống. Detect. Bây giờ gọi thử doanh thu ra nó sẽ không ra nữa. Được chưa? Nào. Lấy 8 quan sát đầu tiên thì chúng ta dùng lệnh như sau. Bài tập vận dụng. Hãy lấy file dữ liệu bài tập 135.rda cho biết file này chứa data frame nào, hòa data frame đó vào hệ thống, cho biết tên các biến, lấy 3 quan sát đầu tiên rồi lấy biến thứ hai. Ba nhỏ, đọc file dữ liệu kiểu CSV. Cấu trúc lệnh như sau. Chúng ta đặt tên, ví dụ visu 3 bằng read.csv mở ngoặc nháy kép tên file.csv
nháy cái phẩy tiêu đề bằng true, tức là nó có cái dòng trên cùng chính là dòng tên biến. Ví dụ 3, ví dụ minh họa, hãy lấy file dữ liệu bài tập 104.cmv ngoài dữ liệu hệ thống cho biết tên các biến, vân vân. Thì lệnh rất đơn giản, chúng ta sẽ vừa lấy là lệnh load, bây giờ chúng ta dùng read.cfv và 104. Và vài hệ thống là atex ví dụ 4, xem name, xem tên các biến là gì, quãng đường loại sang chất phụ gia. Rồi muốn lấy ba quan sát đầu tiên, lấy ba quan sát đầu tiên sẽ ba chấm ba bài tập vận dụng. Đấy, như vậy là chúng ta vừa học được cái đoạn đọc file dữ liệu kiểu CSV. Thứ bốn nhỏ, đọc file dữ liệu kiểu TXT. Cấu trúc lệnh như sau. Ví dụ 5 bằng read.table tên file chấm txt tiêu đề bằng true, gọi giống như ở trên. Ví dụ minh họa, hãy lấy file dữ liệu bài tập 133.txt hòa dữ liệu hệ thống cho biết tên các biến, lấy quan sát ba quan sát đầu tiên rồi lấy biến thứ nhất, như lệnh như sau. Bài tập vận dụng đọc file dữ liệu kiểu XLS thì chúng ta mở vào Excel rồi lưu vào CSV, sau đó làm giống như phần hai nhỏ ba nhỏ. Tóm tắt mở vào Excel này, dùng CSS, dùng CSV MS DOS, sau đó lưu được kiểu CSV và làm tương tự như ở trên. Ví dụ minh họa, lấy file dữ liệu bảng lương chấm XLSX lưu lại bảng lương CSV, từ đây làm như phần trước. Xin mời. Đưa cái XLS nào, cẩn thận nhé, nó nhầm tên phát là sai biết nhà. Rồi chúng ta sẽ bấm vào menu file, sau là save as, sau là kéo cái chuột ở đây xuống chỗ MCSV MS DOS, enter phát. Tất nhiên trong này sẽ tạo lúc trước, nó hỏi có đề hay không. Rồi, thế là xong, sau đó làm tương tự trên. Bài tập vận dụng. Em thân mến, như vậy là chúng ta vừa làm đọc file dữ liệu trong R với dữ liệu đơn giản, là chúng ta đọc các đuôi RDA, CSV, TXT, rồi XLS, XLSX. Bài học xác suất thống kê ứng dụng phần đọc file dữ liệu trong R.
với trường hợp dữ liệu không tuân theo quy luật. Đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong buổi học sau. Xin chào tạm biệt.